Wow, đây đang có rất là nhiều đồ chơi nha các bạn ơi. Hãy một anh chàng hút các bạn người khổng lồ xanh nha. À, trong anh ta rất là to luôn các bạn, bụng sáu múi cơ bắp cuồn cuộn luôn các bạn ơi. Đây còn có thêm gì đây, một con khủng long Stegosaurus. Đấy, con khủng long này màu xanh lá cây các bạn, trên lưng của nó rất là nhiều những cái vảy màu đỏ đỏ các bạn ơi. Phần đuôi nó còn có gai nữa nha, nó dùng cái đuôi này để tấn công những con khủng long khác đó nha. À, một anh TV man. Anh chàng này cái người TV đó các bạn ơi, cái đầu anh ta là một cái TV màu vàng nha, mặc bộ đồ cũng màu vàng luôn, trông cực kỳ là đẹp luôn. À, mà con chim Opila màu hồng. Opila, please, calm down. Ở nó có hai cái cánh màu tím các bạn ơi, cái chân với cái mỏ nó màu vàng nè. Rất là dễ thương luôn, có ba cọng tóc các bạn ơi. Ơi, anh chàng Swampfire người lửa đến từ bên trên các bạn ơi. Có một cái nút bấm đó các bạn, piu 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 piu. Đầu người ta đang bùng cháy các bạn ơi, màu đỏ trông cực kỳ là đẹp luôn nha. À, một anh chàng Siren Man, anh chàng người loa các bạn ơi. Thì đấy, có một cái loa màu đen trên đầu nha, mặc cái áo màu tím các bạn trông cực kỳ là ngầu luôn. Đấy, có một cái cà vạt màu đỏ nữa nè. Huggy Wuggy, một con quái vật màu vàng các bạn ơi, trông cực kỳ là mang rợ luôn nha. Nó có một cái nơm màu đỏ nè các bạn, hàm răng của nó súng hết rồi các bạn ơi, trông rất là buồn cười luôn. À, một con khủng long T-Rex bạn, có con lông bạo chúa màu đỏ các bạn ơi. Cái hàm răng của nó rất là ghê luôn. Ở hai cái chân sau của nó kìa, nó chạy cực kỳ là lẹ đó các bạn. Một khi một con mồi đã vô tầm ngắm rồi là không bao giờ thoát khỏi đâu nha. Rainbow Fred. Một anh chàng màu xanh lá cây các bạn ơi, có một cái dương miệng màu vàng trên đầu nha, đang chảy nước miếng nữa các bạn ơi, rất là buồn cười luôn. Ấy, anh ta trông cũng khá là mập mạp dễ thương đó nha. Captain Fiddle, một anh chàng màu xanh dương các bạn ơi. Có hai cái răng nanh các bạn ơi, trong cơ bắp cuồn cuộn chứ kìa, khá là thích luôn nha. Đấy, rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Ấy, một con khủng long Paracelophus màu hồng các bạn. Đấy, con khủng long này nó ăn cỏ ăn lá cây nha các bạn ơi. Ấy, biu 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 biu. Nó rất là hiền luôn các bạn ơi. Ấy, đây mình còn phát hiện thêm được Traffic Light Time Monster, một con quái vật người cái đầu nó là cây cột điện giao thông các bạn ơi. Có màu đỏ màu vàng nhưng mà xanh lá cây nha. À, rất là đẹp luôn. Cùng theo dấu chân mình coi còn gì thêm gì nữa nha các bạn ơi. À, wow, còn nữa nè. À, Rainbow Fendrin. Anh chàng một xanh lá cây trông rất là thân thiện luôn các bạn ơi, trông khá là hiền đó nha, không có giữ một xíu nào đâu. À, đây là một con khủng long Velociraptor các bạn ơi.
Đấy, con khủng long này màu xanh lá cây nha, nó sống theo bầy đàn các bạn ơi, nó khá là nhỏ nhưng mà nó sống theo bầy đàn cho nên nó cậy anh em, nó đông cho nên nó ăn hiếp những con khủng long khác đó. Đấy, anh chàng Cyborg các bạn ơi. Anh chàng Cyborg này đang có một quả cầu năng lượng rất là mạnh, bạn ta bắn ra cái đùng nổ ghê chưa? Đấy, xong rất là đã đó các bạn ơi. Wow, xịn chưa? Anh chàng này nữa là con người, nữa là robot gì nè các bạn ơi, trông rất là ngầu luôn. Ở màu xám xám bạc bạc các bạn ơi, trông quá là đã luôn các bạn ơi. Đây một anh chàng ở đây. Đây một anh chàng hút các bạn, người khổng lồ xanh nha. Quả hôi, món đồ chơi này trông rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, anh ta rất là hung dữ các bạn ơi, cái mặt trông rất là bậm trợn đó nha. Một chiếc siêu xe màu xanh lá cây các bạn ơi. Số 28 nha, chiếc xe này chạy rất là nhanh luôn, xe này hơi bị mắc tiền luôn các bạn ơi. Rồi, không có rẻ đâu nha. Rồi, xe này có hai cửa các bạn ơi, quá là đã luôn. Stingerflin, một con sứa màu đỏ các bạn ơi. Nó có một con mắt nha, nó có bốn cái chân và hai cái tay nè các bạn ơi. Nó sẽ bắt chúng ta nè các bạn ơi, nó dùng cái tua này nó bắt chúng ta đó các bạn, đừng có lại gần nó nha. Đây, Toilet Scribby, một anh chè nào đó đang ngồi trong chiếc bồn cầu màu xanh lá cây các bạn ơi. Trông cực kỳ là kinh dị luôn các bạn ơi. Rất là đáng sợ luôn, bồn cầu xanh lá cây thấy dơ mà anh ta đút cái đầu vô. Đây, Killy Willy, một con quái vật màu xanh lá cây luôn. Đấy, nhưng mà cái hàm răng nó rất là sắc nhọn các bạn, tới tầng 5 con mắt luôn nha. Xung quanh của nó rất là nhiều gai góc luôn các bạn ơi. Cái móng vuốt của nó kìa, cà một cái rách mặt luôn. Một con khủng long Spinosaurus màu đỏ các bạn. Trên lưng của nó có một cái vảy các bạn ơi, như một cái cánh quạt đang xòe ra rất là to luôn. Và nó di chuyển bằng hai chân nha các bạn ơi, quá là bự luôn các bạn. Mình rất là thích con khủng long này luôn. Thêm gì đây, Celebration Head Monster. Mà con quái vật đèn đỏ trên đầu là một cái tivi các bạn ơi. Tivi này có 4 màu nha các bạn, trông cực kỳ là đẹp luôn, có hai cọng anten nữa nè. Một anh chàng Batman người dơ màu đen các bạn ơi. Anh chàng Batman không, anh chàng Iron Man các bạn, đang bị đóng băng nha. Anh chàng Batman này lấy súng rồi bắn đùng nổ luôn kìa. Dằn bốt chỉ luôn các bạn ơi. Có hình con dơi màu trắng ngay trước ngực các bạn, trông cực kỳ là ngầu luôn nha. Quá là đã luôn, còn có theo đem mặt nạ nữa các bạn ơi, rất là ngầu luôn. Wow, một chiếc siêu xe đang bị lật, đây là một chiếc siêu xe màu xám bạc nè các bạn ơi. Ở chiếc xe này được bọc thép chạy rất là nhanh luôn và không sợ đạn bắn đâu nha các bạn ơi. Chắc cả đạn bắn luôn, không bao giờ mà bị lủng được đâu. Còn theo dấu chân của mình tiếp thôi. Wow, đây còn có thêm gì đây. Đây mình cho các bạn xem kỹ hơn nha. Wow, một con khủng long T-Rex bạn, của khủng long bảo chú màu xanh lá cây các bạn ơi. Chúng ta có gì đây, một con khủng long T-Rex để chiến đấu với là con khủng long Dominant Rex nha. Quá là dữ các bạn ơi. Wow, xịn chưa. Nó có một chút màu vàng này, hàm răng của nó cực kỳ là sắc nhọn luôn. Hai con mắt nó màu đỏ nữa các bạn ơi. Wow, Rainbow Frame Pink. Một con này màu hồng các bạn ơi, hàm răng của nó rất sắc nhọn luôn, nó có hai con mắt các bạn ơi, trông rất là buồn cười luôn á nha. Cameraman. Anh chàng này đang đội trên đầu là một chiếc camera các bạn ơi, mặc bộ đồ màu đen nha, trông rất là ngầu luôn. Wow, anh ta sẽ dùng camera này để soi coi có Toilet Scribby gần đây không. Một con ngất díu ghim màu xanh dương các bạn ơi. Nó có một cái nơ màu trắng nè, nó đang vẫy tay xin chào chúng ta nè các bạn ơi, trông cực kỳ là thân thiện luôn nha. Bye bye các bạn nha, bye bye.
Xin chào các bạn nha các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ đi nhặt đồ chơi trong cái rổ màu xanh này nha các bạn. Wow, coi coi chúng ta có gì nha các bạn ơi. Wow, một anh chàng Swampfy người lửa đến từ bên xe. Anh ta màu đỏ các bạn ơi, có một cái nút bấm các bạn. Piu 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 piu. Triple Serum Man, anh chàng này tới tận 3 cái like trên đầu luôn các bạn. Mặc cái áo màu đỏ nha các bạn, cộng thêm có một cái súng thần công rất là mạnh luôn. À, Television Hammerstar đang đổi trên đầu của nó là một cái TV các bạn ơi. Thì có hai cọng anten đó nha. Đó, rất là kinh dị luôn. Anh chàng đá mình hết màu vàng các bạn. Có cái sừng dây đầu các bạn ơi, anh ta màu vàng nha. Có một cái nút bấm các bạn ơi. Piu piu piu. À, Spider-Man. Anh chàng người nhện màu đỏ các bạn ơi. À, Baby Long Leg, một em bé màu vàng. Anh ơi, có một cầm tóc trên đầu các bạn ơi, đang mặc cái đả màu trắng nha. Oh, con khủng long T-Rex các bạn, con khủng long bạo chúa màu đỏ các bạn ơi. Hàm răng rất là sắc nhọn luôn kìa. Daddy Long Leg, một ông bố này màu xanh dương các bạn ơi. Thì đợi đang đội trên đầu là một cái nón nào màu đen nha. Một chiếc siêu xe màu vàng, chiếc xe trông rất là đẹp luôn. Wow, rất là thích luôn nha các bạn ơi. Rồi, cùng đi theo dấu chân của mình còn gì nữa nha. Wow, rất là nhiều đồ chơi khác này các bạn ơi. Một con hớt kiểu ghi màu đỏ các bạn ơi. Thì rất là kinh dị luôn, hai cái lỗ tai của nó nè. Rainbow Frame Purple. Ở một con này đang đội trên đầu là một cái nón màu đỏ các bạn ơi. Ở trong nó cực kỳ thân thiện luôn nha, rất là dễ thương luôn. TV Man, một ông anh chàng này đang đội trên đầu là một cái TV màu vàng các bạn ơi. Mặc bộ đồ cũng màu vàng luôn nha, trông rất là đẹp luôn. À, một chiếc siêu xe màu vàng của Minion các bạn ơi. Chiếc xe màu vàng trông cực kỳ đẹp luôn, chắc là chỉ chạy được có một người thôi các bạn ơi. Chiếc xe này chạy lên được tới mặt trăng luôn nha. Starless Kitty Bee. Một anh chàng nào đó đang ngồi trong một chiếc bồn cầu màu xanh lá cây các bạn ơi, trông cực kỳ là mang rỡ luôn. Rainbow Friend. Anh chàng này có một cái dương miệng màu vàng các bạn ơi. Cái miệng này chảy nước miếng nữa nè các bạn, trông đáng sợ chưa kìa. Ê, một anh chàng siêu nhân điện quang màu xanh dương các bạn ơi. Anh ta chiến đấu với là những con gorilla khổng lồ nha các bạn ơi, rất là ghê luôn. Một anh chàng quay big màu đỏ các bạn ơi, có hai cái sừng dưới đầu nữa nè. Ghê chưa. Wow, Huggy Wuggy. Huggy.
Rất là ghê luôn, cái răng của nó rất là sắc nhọn các bạn ơi. Đi theo mình tiếp thôi, còn đồ chơi gì nha các bạn. Wow, anh chàng Thò. Thò nè các bạn ơi, anh chàng này mặc cái áo màu đen có quần màu xanh nha các bạn ơi. Có mái tóc dài nè các bạn ơi, ghê chưa. Parasolophus. Một con khủng long nè các bạn, cái phần phía sau của nó giống như một cái sừng nha. Con khủng long này nó ăn cỏ nha các bạn ơi. Một chiếc siêu xe màu xanh lá cây. Số 28 các bạn ơi, chiếc này chạy rất là nhanh luôn nha. The Rhinoceros. Đấy, một con khủng long màu xanh lá cây các bạn. Đấy, hàm răng của nó kìa rất là sắc nhọn luôn nha. Husky quốc kim. Một con quái vật màu xanh dương, hàm răng của nó kìa rất là ghê luôn các bạn ơi. Một chiếc siêu xe. Ở chiếc xe này rất là nhiều màu sắc sặc sỡ luôn các bạn ơi. Chiếc xe này theo kiểu dáng thể thao nha, chạy rất là nhanh luôn. Toilet Hamster đang đậu trên đầu của nó là một cái bồn cầu màu trắng các bạn ơi. Trông cực kỳ là kinh dị luôn, thấy ghê quá à. Một anh chàng hút các bạn, người khổng lồ xanh nha các bạn ơi. Trong anh ta kìa bụng sáu múi, cơ bắp cuộn cuộn luôn. Cái mặt rất là hung tợn luôn các bạn ơi. Đấy, Ankylosaurus, một con khủng long màu cam, trên lưng của nó rất là nhiều gai nha các bạn. Phật. Đuôi nó còn giống như cái thanh đại chùy các bạn ơi, ghê chưa. Wow, còn nữa nè. Traffic Light Hamster đây. Đội trên đầu của nó là một cây cục đèn giao thông nha các bạn ơi. Captain Feudal, anh chàng màu xanh dương có hai cái răng nanh nè các bạn. Wow, cơ thể của anh ta kìa nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu chưa. Rainbow Framping, một anh chè này ha, con quái vật màu hồng các bạn ơi. Hàm ra của nó rất là sắc nhọn luôn. Husky Wuggy. Hey, con này màu xanh dương các bạn, nó có một cái nơ màu trắng các bạn ơi. Nó đang vẫy tao xin chào nữa nè. Jumbo Josh. Anh chàng này màu xanh lá cây các bạn ơi. Ấy, anh ta nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu quá, dễ thương luôn các bạn. Captain America. Anh chàng này màu xanh dương các bạn ơi, có một cái hình ngồi xa màu trắng các bạn. Anh ta là một người đội trưởng rất là giỏi luôn nha. Stinger Fleet. Đây là một con sứa các bạn, nó có một con mắt nè các bạn. Con sứa này màu đỏ nha các bạn ơi, sáu cái chân luôn nha. Killy Willy, một con quái vật màu xanh lá cây các bạn ơi. Hàm ra của nó cực kỳ sắc nhọn luôn, tới tận 5 con mắt kìa các bạn ơi, móng vuốt của nó kìa ghê chưa. Stegosaurus.
của con khủng long này trên lưng của nó kìa các bạn ơi, rất là nhiều vảy luôn nha. Phần đuôi nó còn có gai nữa các bạn. Wow, con khủng long rất là đẹp luôn. Rainbow Fan Red. Anh chàng này có cái đầu màu đỏ các bạn ơi, đang mặc bộ đồ màu trắng nha, trông cực kỳ là thân thiện luôn các bạn ơi. Anh ta rất là giỏi nha các bạn. Opila. Một con chim Opila các bạn ơi, con chim màu hồng nha, nó có hai cánh màu tím các bạn ơi, ở cái chân với cái mỏ nó màu vàng nè. Cameraman. Ấy, anh chàng này đang đội trên đầu là một chiếc camera nha các bạn ơi, mặc bộ đồ màu đen trông cực kỳ là ngầu và cuốn hút luôn các bạn. Cyborg. Ấy, anh chàng này thì là người robot các bạn ơi, ấy, xung quanh anh ta đều được bọc máy móc rồi các bạn ơi, ghê chưa. Raymaster. Một anh chàng người ếch đến từ Benzen các bạn ơi, anh ta có cái đầu màu đen các bạn ơi, mặc bộ đồ màu đỏ trông cực kỳ là dễ thương luôn nha. Wow, một chiếc siêu xe màu xám các bạn ơi. Ở chiếc xe này được bọc thép nha các bạn, chạy rất là nhanh luôn nha, không sợ đạn luôn các bạn ơi. Rainbow Fenrir. Một anh chàng màu xanh lá cây nha các bạn, cực kỳ thân thiện luôn nha, anh ta rất là dễ thương luôn á. Light Time Monster đang đội trên đầu của nó là một cái bóng đèn các bạn ơi. Oh my god. Ây, thấy con quái vật này chúng ta núp không có được đâu, nó sẽ bắt chúng ta đó các bạn. Wow, Hucky Wucky. Một con quái vật màu vàng các bạn ơi, đây nó có cái nơ màu đỏ đó các bạn. Wow, rất là ghê luôn nha. Bunny Bunzo, một con thỏ màu vàng các bạn ơi. Có cái sừng như nào nữa này các bạn, trông cực kỳ kinh dị luôn nha các bạn ơi. Wow, bye bye các bạn nha, bye bye.